Trong cái clip này thì thầy sẽ giảng cho em về ứng dụng đạo hàm để xét cái tính tăng, tính giảm và bị chặn của dãy số nhé. Phần 1. Lý thuyết này. Chúng ta nhớ cần nhớ những cái điều này. Thứ nhất là dãy tăng là dãy như thế nào? Nếu như mà một cái dãy UN nào đó, cái phần tử thứ UN cộng 1 luôn luôn lớn hơn phần tử thứ UN, tức là từ cái phần tử thứ hai trở đi, cái một số bất kỳ luôn lớn hơn cái số liền trước nó. Điều này luôn đúng đối với mọi N. Đấy, U2 lớn hơn U1, U3 lớn hơn U2, U4 lớn hơn U3, vân vân. Thì dẫn đến UN là dãy tăng. Tức là cái phần về, thằng về đứng sau nó luôn luôn lớn hơn cái thằng đứng trước, đúng không nào? Thế còn cái dãy u cái phần tử thứ UN cộng 1 luôn nhỏ hơn UN với mọi N. Thì UN là dãy giảm, thằng sau luôn nhỏ hơn thằng trước, nó cứ giảm dần giảm dần. Được chưa nào? Còn về cái tính bị chặn thì cho một cái dãy UN nào đó, nếu như với mọi N thì UN luôn luôn lớn hơn và có thể hoặc bằng nữa một giá trị m nhỏ nào đó, thì chúng ta nói rằng là UN bị chặn dưới, còn một dãy UN nào đó mà UN luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị m to nào đó, thì ta nói rằng là UN dãy này nó bị chặn trên. Tức là hiểu nôm na là cái giá trị của nó, tất cả các phần tử trong dãy không bao giờ vượt quá một cái con số m to nào đó. Còn ở trên này là giá trị của tất cả các cái phần tử trong dãy không bao giờ nhỏ hơn một cái giá trị m nhỏ nào đó nhé. Điều này luôn đúng, nhớ rằng các cái đẳng thức này là luôn đúng đối với mọi n. Đấy là rồi. Nếu mà cái phần tử thứ n luôn lớn hơn hoặc bằng m, luôn nhỏ hơn hoặc bằng m to, thì ta gọi là dãy UN bị chặn. Dãy được gọi là bị chặn khi nó bị chặn cả hai đầu, vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới thì mới gọi là bị chặn nhé. Đấy. Còn như thế này chỉ được gọi là bị chặn dưới thôi, như thế này gọi là bị chặn trên thôi, còn như thế này mới được gọi là bị chặn. Nhắc lại là bị chặn là vừa bị chặn dưới vừa bị chặn trên, đúng không? Đấy là dãy bị chặn, tính tăng giảm và dãy dãy bị chặn. Thế thì chúng ta sử dụng đạo hàm để xét tính tăng giảm và bị chặn bằng cách nào? Cái nội dung của phương pháp dùng đạo hàm, để xét tính tăng giảm và bị chặn. À, từ cái dãy UN đã cho ấy, thì ta xét cái hàm fx. Giữa UN và fx có mối quan hệ như thế nào? À, nó có chung quy tắc tính toán như nhau. À, xét hàm fx có chung một quy tắc tính toán. Ví dụ, nếu như UN được cho vào dạng tổng quát là bằng n bình cộng 1 chẳng hạn, thì hàm fx mà chúng ta sẽ xét sẽ là fx bằng x bình cộng 1. Nó chung một cái quy tắc tính toán giống nhau. Hay là UN bằng trừ n mũ 3 cộng với 2n chẳng hạn, thì hàm fx tương ứng với nó sẽ là trừ x mũ 3 cộng với 2x. Đấy, hai cái đấy. UN cho như thế nào thì fx cũng được lấy với cùng quy tắc tính toán như vậy. Thằng này là n bình cộng 1 thì thằng kia là fx sẽ bằng x bình cộng 1. Nhưng chúng ta nhớ rằng là các phần tử trong dãy số thì n tột số tự nhiên n sao, tức là n chạy từ 1 2 3 4 5 cái thứ trở đi,
thì x là một hàm số, thì x cũng phải lớn hơn hoặc bằng 1. Em ghi chú cho thầy. Ta xét hàm fx thay thế cho dãy UN và fx cũng phải lớn hơn bằng 1. Sự khác biệt giữa hàm này và dãy này ở chỗ nào? À, khác biệt ở cái chỗ với cái dãy số này này, thì n nhận các giá trị rời rạc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Các số tự nhiên khác không thôi. Trong khi đó, với hàm fx này bằng x bình cộng 1, mà chúng ta giới hạn x lớn hơn bằng 1, thì x có thể thuộc tập số thực và nó có thể nhận liên tục các cái giá trị cũng tương ứng với nó. Fx cũng nhận các cái giá trị liên tục. Đấy là sự khác biệt. Nhưng mà sự giống nhau ở chỗ các cái hình dạng của đồ thị giống nhau. Đấy, tính tăng giảm giống nhau, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất giống nhau. Đấy. Thế lấy ví dụ. Bây giờ chúng ta vẽ cái đồ thị của hàm UN phụ thuộc vào N. Khi N bằng 1 thì UN bằng 2. Chúng ta được một điểm. Khi UN bằng 2 thì UN bằng 5 thì vẽ có thể không đúng tỷ lệ đâu. Đấy, vân vân. Đấy. Thế thì chúng ta vẽ các điểm này và chúng ta nối lại nó với nhau thì được cái hình dạng đồ thị cũng chẳng khác gì như đồ thị của hàm fx bằng x bình cộng 1 cả. Đấy, nó vẫn kiểu như thế này. Đi lên như thế này thì đồ thị những cái điểm này chúng ta lấy nó cũng dốc lên như thế này. Chỉ khác là cái này nó rời, các điểm của nó rời rạc. Không có cái, đây là điểm có hành độ bằng 1, đây là điểm có hành độ bằng 2 thì giữa 1 và 2 không có cái điểm nào. N bằng 1 về N bằng 2, giữa đó không có cái điểm nào cả. Tập hợp của nó là các điểm rời rạc, gián đoạn. Thì cái này nó đường liền mạch liên tục. Nhưng thằng này đi lên thì thằng kia cũng đi lên. Thằng này thấp nhất ở chỗ này, thằng này thấp nhất ở chỗ kia. Thằng này đi lên đến vô cùng vô tận, cao mãi. UN tăng đến vô cùng vô tận thì thằng fx cũng tăng đến vô cùng vô tận nhá. Đấy, đấy là những cái điểm giống và những cái điểm khác nhau giữa UN và fx. Để chúng ta tận dụng cái điểm giống nhau là cái tính đồng biến nghịch biến. Thằng này đồng biến thì thằng kia cũng đồng biến, thằng này nghịch biến thì thằng kia cũng nghịch biến, tức là thằng này tăng thì thằng kia cũng tăng nhá. Để sử dụng cái hàm fx này làm công cụ để chúng ta xét và tính đạo hàm của nó, để qua đó chúng ta xét được cái tính tăng giảm của UN. Và đây xin lỗi, chúng ta không vẽ cái đường bằng không, chúng ta chỉ lấy x bằng 1 nhé. Và em thấy đấy, thằng này nhỏ nhất tại n bằng 1 thì thằng này cũng nhỏ nhất tại x bằng 1. Thằng này tiến ra vô cùng, UN tiến ra vô cùng thì thằng này fx cũng tiến ra vô cùng. Có nghĩa là thằng này có giá trị nhỏ nhất, tức là bị chặn dưới. Thằng này bị chặn dưới thì thằng này cũng bị có giá trị nhỏ nhất nhá. Tức là như thế này. Sau khi đặt xếp cái hàm fx xong, giờ thì xóa cái bảng. Sau khi xếp cái hàm fx xong nhá, thì chúng ta tính đạo hàm f phẩy x. Nếu như mà trong phạm vi từ 1 đến dương vô cùng, nếu f phẩy x lớn hơn 0 với mọi x thuộc, có thể lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc 1 đến dương vô cùng, thì ta kết luận là fx và lớn bằng 0 thì fx đồng biến, dẫn đến fx đồng biến. Và fx đồng biến thì kéo theo UN cũng đồng biến, hay nói cách khác là UN là dãy tăng. Và tự động ghi chú cho thầy, nếu fx nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc phạm vi từ 1 đến dương vô cùng thì khi đó fx sẽ nghịch biến và lúc đó UN là dãy giảm. Được chưa? Đấy. Tự ghi chú thêm cho thầy cái đó nhá. Thêm chi tiết nữa, đấy là bảng nó vẫn hơi bóng quá nhỉ.
Khi chúng ta biết là dãy tăng hoặc dãy giảm thì có nghĩa rằng là lim của fx lúc đó, ví dụ dãy tăng chẳng hạn, thì chúng ta xét f tại, xét f tại 1 và lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng đối với dãy tăng thì giá trị nhỏ nhất của nó đạt tại f của 1, và giá trị lớn nhất nếu lim của fx khi x tiến đến vô cùng mà ra một con số cụ thể thì có nghĩa là nó có giá trị lớn nhất là bằng lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng, thì có nghĩa là dãy un sẽ bị chặn dưới bởi giá trị f1 tức là u1 và bị chặn trên bởi cái lim này. Còn nếu cái lim này tiến đến dương vô cùng, khi x tiến đến vô cùng, fx cũng tiến đến vô cùng thì nó không bị chặn. Còn nếu hàm nghịch biến thì giá trị lớn nhất của hàm chính là f tại 1, vì nó đi lên từ trên, dốc từ trên xuống, và nó khởi đầu x bằng 1, đổi thị hàm dốc từ trên xuống, đi xuống như thế này, đúng không nào? Đấy, đi xuống như thế này thì giá trị lớn nhất của nó f tại 1, và giá trị nhỏ nhất của nó có thể là lim của fx khi x tiến đến vô cùng. Thì chúng ta tính hai cái giá trị này, và nếu f tại 1 thì chắc chắn là con số cụ thể rồi, chúng ta nói hàm số bị chặn gì? Chặn trên, chính là giá trị f tại 1, và bị chặn dưới là lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng. Còn nếu lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng mà ra vô cùng thì ta nói là hàm không bị chặn dưới nhé. Cũng có thể xảy ra cái kịch bản mà f'x sẽ đảo dấu trong phạm vi từ 1 cho đến dương vô cùng, có nghĩa là hàm lúc tăng lúc giảm. Đấy, vậy thì ta nói rằng là lúc tăng lúc giảm thì ta nói là hàm không phải là hàm tăng cũng không phải là hàm giảm, và khi đó cái câu chuyện xét cái tính xét cái tính bị chặn nó trở nên phức tạp hơn. Bây giờ lý thuyết thì nó lòng ngoằng vậy, nhưng bây giờ đi vào ví dụ thì em sẽ hiểu rõ hơn thôi. Đây là phần 1 lý thuyết nhé. Bây giờ ta đi vào ví dụ minh họa này. Ví dụ số 1, xét tính tăng giảm và bị chặn của cái dãy AN bằng căn bậc 2 của N cộng 1 trừ đi căn bậc 2 của N. Nếu bây giờ xét tính tăng giảm bằng cái việc mà xét cái hiệu A thứ N cộng 1 trừ A thứ N thì cũng được thôi. Nhưng nhược điểm của nó là phần tính toán nó sẽ dài, nhất là với những cái dãy mà nó phức tạp hơn một chút. Dãy này thì không phức tạp cho lắm, nên là việc xét cái hiệu đó không phải là quá khó. Đấy, nhưng mà với những dãy phức tạp hơn một chút thì công việc đó là khá khó nhé. Thế chúng ta giải này. Chúng ta xét cái hàm fx bằng căn bậc 2 của, đây là căn bậc 2 của n cộng 1 trừ căn bậc 2 của n, thì là căn bậc 2 của x cộng 1 trừ căn bậc 2 của x, với x lớn hơn hoặc bằng 1. Thì chúng ta có f'x sẽ bằng cái này đạo hàm lên thì dễ tưởng là 1 trên 2 căn bậc 2 của x cộng 1
trừ đi 1 trên 2 căn x. Và nó bằng căn x trừ đi căn bậc 2 của x cộng 1 chia cho 2 căn bậc 2 của x cộng 1 nhân với căn bậc 2 của x. Đấy, đấy chính là đạo hàm của nó. Và không khó để nhận ra là cái này nó nhỏ hơn không với mọi x lớn hơn hoặc bằng 1. Sao vậy? Với x thì nhỏ hơn x cộng 1 trên căn bậc 2 của x nhỏ hơn căn bậc 2 của x cộng 1. Chuyện này dễ rồi. Nếu vậy thì nó cái này luôn nhỏ hơn không với mọi x thì chứng tỏ là fx hàm fx như thế nào nghịch biến. Thì x thuộc phạm vi từ 1 đến dương vô cùng. Điều này cũng có nghĩa là cái dãy số mà người ta cho an là dãy gì? Là dãy giảm. Là dãy giảm. Đấy. Là giảm tức là đồ thị của nó luôn dốc dốc xuống. Như vậy thì nó luôn giảm, n tăng thì an luôn giảm. Có nghĩa là an lớn nhất là tại n bằng 1. Thì chúng ta có f tại 1 chính bằng, ta thay 1 vào đây thì nó bằng căn bậc 2 của 2 trừ đi căn bậc 2 của 1 tức là trừ đi 1. Và lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng thì bằng lim của căn bậc 2 của x cộng 1 trừ đi căn bậc 2 của x khi x tiến đến dương vô cùng. Chúng ta tính cái lim này bằng lim của, ở đây là dạng vô cùng trừ vô cùng hết rồi, cho nên chúng ta nhân cái biểu thức liên hợp a trừ b thì nhân với biểu thức cả tử và mẫu, biểu thức liên hợp là a cộng b. Ở trên tử sẽ còn là x cộng 1 trừ đi x thì tử sẽ còn 1, dưới mẫu sẽ còn căn bậc 2 của x cộng 1 cộng với căn bậc 2 của x khi x tiến đến dương vô cùng. Khi x tiến đến dương vô cùng thì cái mẫu này tiến đến dương vô cùng, 1 trên dương vô cùng thì bằng 0. Như vậy là khi x tiến đến dương vô cùng thì fx tiến đến 0. À, điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là fx lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2 trừ đi 1 và nhỏ hơn chứ không có bằng. Nhé, vì để x tiến đến dương vô cùng thì fx chỉ tiến đến 0 chứ không phải là 0. Nhỏ hơn 0. Điều này cũng có nghĩa là với mọi x thuộc phạm vi từ 1 đến dương vô cùng nhé. Đấy. Có nghĩa là UN ở đây họ gọi cho là A đúng không? AN sẽ lớn hơn hoặc bằng căn 2 trừ 1 nhỏ hơn 0. Vậy thì dãy AN này vừa bị chặn dưới vừa bị chặn trên. Cho nên chúng ta kết luận là AN là dãy bị chặn. Đó. Được chưa? Đấy là cái ví dụ số 1 nhé. Cái ví dụ số 2 xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy BN bằng 1 trên 2 n cộng 1. 1 trên 2 n cộng 1. Ta giải này. Từ dãy BN bằng 1 trên 2 n cộng 1, chúng ta chuyển qua xét hàm fx bằng 1 trên 2x cộng 1. Vì n chạy từ 1 đổ lên, cho nên chúng ta cũng lấy x lớn hơn hoặc bằng 1. Lúc đó chúng ta có f phẩy x bằng tính đạo hàm nhanh cái này thì dễ thấy được nó bằng trừ 1 chia cho 2x cộng 1 tất cả bình phương. Rõ ràng là 2x cộng 1 tất cả bình phương thì luôn lớn hơn không. Với mọi x lớn hơn hoặc bằng 1 thì 2x cộng 1 bình phương luôn lớn hơn không. Vậy thì f phẩy x này luôn nhỏ hơn không với mọi x lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy có nghĩa là fx nghịch biến với mọi x lớn hơn hoặc bằng 1.
Hàm f(x) nghịch biến với mà x lớn bằng 1 có nghĩa là cái dãy u n của chúng ta gì? Là dãy giảm. Suy ra à, đây là bn chứ đúng không? Bn là dãy giảm. Bn là dãy giảm. Đấy, f nghịch biến thì bn là dãy giảm. Tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần nữa là gì? Xét xem nó có bị chặn hay không. Nó là dãy giảm thì đồ thị của nó dốc xuống. Và fx lớn nhất. Chờ thầy xóa cái chỗ này cho nó đỡ bóng đã. Và có phải là fx lớn nhất là tại f1 đúng không? Thì chúng ta tính f1 bằng 1 chia cho 2 nhân với 1 cộng với 1 là 1/3. Và chúng ta nó nhỏ nhất. Nó nhỏ dần là khi x tiến đến vô cùng. Lim của fx khi x tiến đến dư vô cùng thì bằng lim của 1 trên 2x cộng 1 khi x tiến đến dương vô cùng. Và có phải khi x tiến đến dương vô cùng thì 2x cộng 1 tiến đến vô cùng và 1 trên 2x cộng 1 sẽ tiến sát đến 0. Như vậy thì fx lớn hơn hoặc bằng 1/3 và nhỏ hơn 0. Và từ đây chúng ta dẫn đến kết luận là suy ra un sẽ lớn hơn hoặc bằng 1/3 và nhỏ hơn 0. B ở chứ nhỉ, cái này là B nè, đang gọi nó là B. Đấy, vậy thì từ cái dữ kiện này chúng ta suy ra BN là dãy bị chặn. Suy ra BN, kết luận là BN bị chặn. Vì nó vừa bị chặn dưới bởi giá trị 1/3 và chặn trên bởi giá trị 0. À, xin lỗi, thầy viết lộn ngược. Lớn hơn 0 nhỏ 1/3 chứ. Nhỏ bằng 1/3. Làm gì có cái mà lớn hơn 1/3 và nhỏ hơn 0, đúng không? Thầy viết lộn thứ tự. À, thi thoảng có cái vô lý ở cái chỗ này thì nếu phát hiện ra trong quá trình thầy giảng thì em tự sửa lại nhé. À, đấy là ví dụ số 3. À, ví dụ số 2. Bây giờ tôi xét qua cái ví dụ số 3. BN rồi đúng không? Dãy... kế tiếp chúng ta gọi là dãy CN đi. Dãy CN bằng 3N bình chia cho N bình cộng 2. Chia cho N bình cộng 2. Đồ bài vẫn là xét cái tính tăng giảm về vị chặn của cái dãy này. Dãy CN này. Thì nếu như mà xét tính tăng giảm bằng cách là lấy CN cộng 1 trừ CN thì phần tính toán nó sẽ hơi mất thời gian, đúng không? Đấy, chúng ta sử dụng công cụ đạo hàm này, ta giải này. Xét hàm fx bằng đây là 3n bình trên n bình cộng 2 thì hàm fx sẽ là 3x bình chia cho x bình cộng 2 với x lớn hơn hoặc bằng 1. Bây giờ chúng ta đi tính f(x) nhé. F(x) thì bằng gì? 3x bình mà đạo hàm thì sẽ thành 6x. 6x nhân với x bình cộng 2 trừ đi x bình cộng 2 mà đạo hàm, tức là trừ đi 2x nhân với 3x bình chia cho x bình cộng 2 tất cả bình bằng đây là 6x mũ 3 trừ đi 6x mũ 3 là hết, thì còn lại là tử là 12x chia cho x bình cộng 2 tất cả bình phương. Với mọi x lớn hơn hoặc bằng 1 thì chúng ta thấy 12x đương nhiên là lớn hơn 0. Và x bình cộng 2 tất cả bình cũng sẽ lớn hơn 0. Vì thế cái f(x) thì lớn hơn 0. Lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn hoặc bằng 1. Nó lớn hơn chứ không phải là lớn hơn hoặc bằng nữa. Thì f(x) luôn lớn hơn 0. Xóa cái bảng nha.
Thì suy ra là hàm fx luôn đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Và từ cái việc hàm fx đồng biến thì chúng ta dẫn đến kết luận cái dãy CN mà chúng ta đang xét là dãy gì? Suy ra CN là dãy tăng. Đấy. Bây giờ viết xét cái tính bị chặn của nó bằng cách là xét F1. Khi bằng 1 thì Fx sẽ bằng 3 nhân với 1 chia cho 1 cộng với 2, tức là F tại 1 thì nó bằng 1. Và chúng ta cũng xét lim của Fx khi x tiến đến dương vô cùng. Lim của Fx khi x tiến đến dương vô cùng thì bằng lim của 3x bình chia cho x bình cộng 1 thì x tiến đến dương vô cùng. Bằng lim của, chúng ta biết dạng đa thức này thì chúng ta tìm giới hạn của nó bằng cách chia cả tử và mẫu cho cái bậc cao nhất, ở đây là bậc 2. Chia cả tử và mẫu cho x mũ 2 thì cái phân thức này sẽ được tử là 3 và mẫu sẽ là 1 cộng với 1 trên x bình thì x tiến đến dương vô cùng. Khi x tiến đến dương vô cùng thì 1 trên x bình sẽ tiến đến 0, tử sẽ tiến đến 3 và mẫu sẽ tiến đến 1, nên cái giới hạn này được là 3. Như vậy cái bảng chỗ này nó hơi khó nhìn rồi đúng không? Thầy xóa và viết tiếp lên trên đây. Như vậy có nghĩa là fx sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn chứ không bằng được nhé. X tiến đến vô cùng vô tận thì fx tiến đến 3 chứ không thể bằng 3. Như vậy có nghĩa là dãy tất kiệu của CN đúng không? CN của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 3. Vậy thì từ đây ta dẫn đến kết luận dãy CN là dãy bị chặn nhé, vì nó vừa bị chặn dưới vừa bị chặn trên. Được chưa nào? Rồi. Đây là ví dụ số 3. Ta sẽ tiếp cái ví dụ số 4. Đồ bài vẫn là xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy DN bằng N bình trừ đi 6N. Cộng với 4. Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy DN bằng N bình trừ 6N cộng với 4. Được chưa? À, N ở đây vẫn lớn hơn hoặc bằng 1. Lưu ý rằng là nếu như họ không nói N thì chúng ta hiểu N thuộc số tự nhiên nên là sao lớn hơn bằng 1. Còn đôi khi có những trường hợp người ta giới hạn một cái dãy cần quan tâm với khoảng N chạy từ đâu đó. Ví dụ người ta có thể cho cái hàm này N lớn hơn bằng 5 chẳng hạn. Có nghĩa là cái dãy của chúng ta chỉ xét N từ 5 đổ lên đến dương vô cùng vô tận mà thôi, chứ không phải nhất thiết lúc nào nó cũng phải là N bằng 1 nhé. Còn nếu họ không nói đến cái điều kiện của N thì chúng ta mặc định là N từ lớn hơn hoặc bằng 1. Được chưa? Ta giải này. Ta sẽ xét cái hàm Fx bằng x bình trừ 6x cộng 4 với x lớn hơn hoặc bằng 1. Ta có f phẩy x bằng mấy nhỉ? 2x trừ 6. À, với x lớn hơn bằng 1 thì 2x trừ 6 nó đổi dấu cho f phẩy x bằng 0 thì sẽ được x bằng 3. X mà nhỏ hơn 3 thì 2x trừ 6 nó sẽ âm, và x lớn 3 thì 2x trừ 6 nó sẽ dương. Vậy thì hàm này lúc thì đồng biến, lúc thì nghịch biến nhé. F(x) nhỏ hơn 0 với mọi x, nhỏ hơn bằng 0 với mọi x, nhỏ hơn bằng 3. Và F(x) lớn hơn bằng 0 với mọi x, lớn hơn bằng 3. Suy ra F(x)
đồng biến khi x nhỏ hơn hoặc bằng 3 và fx nghịch biến thì viết tắt khi x lớn hơn hoặc bằng 3. Vậy có nghĩa là cái dãy UNR này, dãy DN này lúc nó tăng, lúc nó giảm thì nó không được gọi là dãy tăng, cũng không được gọi là dãy giảm. Nhá. À, suy ra UN thầy xin lỗi thầy, có điện thoại phải nghe một chút nhé. Tôi vừa nhắn tin cho ông. Ông có ghi nước ngầm không? Tôi đang dậy. Thầy xin lỗi nhé, chúng ta tiếp nhé. Suy ra các cái UN là dãy không tăng cũng không giảm. Không tăng, không giảm. Lúc nó tăng, lúc nó giảm thì dãy đó không được gọi là dãy tăng, không được gọi là dãy giảm, mà là dãy không tăng, không giảm. Nhá. Thế còn cái tính cái tính bị chặn của nó thì sao? Đừng vội nghĩ rằng là không tăng không giảm thì nó sẽ không bị chặn, cũng có thể nó sẽ bị chặn nhé. Đấy, chúng ta vẽ cái đồ thị của hàm y bằng fx này. X đây, f phải x đây, fx đây. X của chúng ta chạy từ 1 cho đến dương vô cùng thì đi qua cái giá trị đặc biệt là 3. Tại 3 thì f phải x bằng 0, nhỏ hơn 3 thì f phải x âm và lớn 3 thì f phải x dương trên hàm nghịch biến rồi với đồng biến. Vậy rõ ràng fx nhỏ nhất là tại 3. Còn có bị chặn trên không thì chúng ta xét f tại 1 và xét lim của fx khi y tiến đến dương vô cùng. Ta vẽ cái bảng biến thiên ra và đọc và đọc được cái việc chúng ta cần tính là cần tính những cái gì. Vậy là ở đây chúng ta cần tính f tại 1 và cần tính lim của fx khi y tiến đến dương vô cùng, tính f tại 3. Chúng ta gọi f tại 3. F tại 3 bằng mấy nhỉ? Thấy bằng 3 vào đây thôi. 3 bình là 9. 3 đây là 18. 9 chứ 18 còn trừ 9. Trừ 9 cộng 4. Nó còn trừ 5. Trừ 5. Chúng ta cần tính f tại 1. Thấy x bằng 1 vào đây, 1 trừ đi 6 nó còn trừ 5. Trừ 5 cộng với 4 là trừ 1. Và nó, cái này nó tiến đến đâu? Cái này bằng bằng trừ 1 nhé. Lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng thì bằng lim của x bình trừ 6x cộng 4 khi x tiến đến dương vô cùng. Ở cái dạng đa thức này chúng ta đã biết là chúng ta sẽ đặt cái x mũ cao nhất ra ở ngoài làm nhân tử chung thì x bình trong còn 1 trừ đi 6 trên x cộng với 4 trên x bình khi x tiến đến dương vô cùng. Chúng ta đặt cái x bình làm nhân tử chung thì sẽ được lim của x bình nhân với mở ngoặc 1 trừ đi 6 trên x cộng với 4 trên x bình. Khi x tiến đến dương vô cùng thì 6 trên x tiến đến 0 và 4 trên x bình cũng tiến đến 0. Còn x bình thì tiến đến dương vô cùng. Cho nên cái giới hạn này được kết quả là dương vô cùng. Đây chúng ta điền vào bảng biến thiên đây, thì tiến đến dương vô cùng. Như vậy có nghĩa rằng là fx sẽ nhỏ nhất là bằng trừ 5. Còn lớn đến bao nhiêu thì lớn đến vô cùng vô tận. Đấy, lớn đến vô cùng vô tận. Sở dĩ chúng ta cần phải tìm lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng bởi vì có thể cái giới hạn đó nó tiến đến một con số cụ thể. Giả sử thì giả vờ thôi, nó tiến đến 3 chẳng hạn. Không phải là dương vô cùng mà tiến đến 3 chẳng hạn. Thì fx sẽ chạy từ trừ 5 cho đến 3. Và hàm và cái dãy DN này sẽ là dãy bị chặn. Nhá. Thế còn khi nó tiến đến dương vô cùng có nghĩa là fx lớn bằng trừ 5. Vậy thì DN sẽ chỉ bị gì? Chỉ bị chặn dưới mà không bị chặn trên. Chúng ta viết là fx lớn bằng trừ 5. Hay nói cái khác là đúng rồi, hay là fx thuộc khoảng từ trừ 5 đến dương vô cùng cũng thế. Đấy, và từ đó chúng ta suy ra
DN là dãy bị chặn. Được chưa? Đấy, thì dùng cái công cụ đạo hàm này nó tiện lợi hơn nhiều so với nếu như dùng cái này, dùng cái dãy số này. Nhất là những cái dãy số mà nó cho phức tạp hơn, ở đây thầy còn cho những cái dãy số nó nhẹ nhàng một chút để em dễ hiểu cái nội dung của phương pháp. Khi hiểu rõ cái nội dung của phương pháp rồi thì lúc chúng ta áp dụng vào bài tập với những cái dãy phức tạp hơn thì cũng cùng cái nguyên tắc ấy thôi, chẳng qua là cái phần tính toán nó phức tạp hơn mà thôi nhé. Đấy là cái clip về ứng dụng đạo hàm để xét tính tăng giảm và bị chặn vào dãy số.